hồi trước còn hổ báo có đồn chứ bây giờ nhát và phải chuẩn thêm ạ. Giờ có thấy địch là rung cơ. Đây. Boss à, bù mắt luôn. Ơ, tóc biến cơ. Chỉ có một cái tiếng xe máy kiểu như tắt máy hay sao á. Tính lưng à, đúng không? Cái này là cấp alo này, có AUG gì á? Ơi, không có cái gì ta? AW. Cấp 15 luôn. Bắt cá nồi. Thanh niên này tham này. Ủa sao hai cái tính nó rải đều gần nhau vậy ta? À mình thấy xe máy của thanh niên kia rồi kìa. Bảo sao mình rõ ràng là mình nghe một cái tiếng xe máy nó dừng mà. Trời ơi, đắp nhau tè le thế kia. Ôi địt, nó bắn bể lơ bánh rồi, sao mất dạy. Bot mừng quá này mà bot. Mừng quá gặp con bot à. K14 luôn. Trời ơi, toàn là combo yêu thích à. Nè,
súng. Tìm chiếc xe. Trời ơi, chiếc xe nó trôi kìa. Mình ham quá, mình bắn cái cốp 8 mà được rồi đây mà. Cảm giác như cốp 15 nó hơi nảy. Có thằng khác nó bắn mình. Đó hết rồi đúng không? Ồ, mắc luôn. Để thanh niên kia ở đâu ra vậy? Ôi trời ơi, gì mà đấm không lại kìa. Anh cho em nghe rồi, nhà này nè. Tóc một mà đi bộ còn đâu bển á. Ui, xung quanh mình nhiều nha. Xung quanh mình đông ấy. Em chưa có súng say. Rồi chết, để máu nó chết luôn. Đi chung đi, chứ cái này nó gạt là khỏi cứu luôn á. Bắn mấy cái này. Để máu. Cái ra cái nóc rồi. Xung quanh này nè. Nó tới luôn chưa? Nghe nghe. Chưa thấy. Đây là kia. Nó chạy vô rồi. Rồi chú anh nè, nó qua chú anh này nè. Hướng bên này nè. Được kìa. Nóc. Cái này, bình tĩnh. Đây, gần lắm rồi. Chỉ di chuyển đi, nó chưa nghe anh đâu. Để từ luôn. Ngoài, ngoài đi. Đấy, một thằng vụ nó, quay trong đây. Đang coi. Ra ngoài luôn, chỗ cổ gì đó. Ôi, cái định mệnh đó. Trời ơi, bắn gì mà không chết kìa. Cái cây súng tăng. Cho anh nè. Đây, nó đang chạy, Đây à. Nó đang nằm kìa. Trời ơi, cái bên kìa. Không được rồi, cứu không được đâu, Má rắn tứ hướng rồi. Đi quá. Ở trên. Có khói lại sát tôi lấy nước nhiều lắm á. Còn đúng rồi. Đúng, có khói lại sát tôi già lắm á. Rồi, sợ quá. Không có khói nữa. Ở cái đít lại. Nó móc hướng nào đây? Không khói. Mà chỉ nó để được. Mày có cùng có thằng đá, hai thằng chung sống á.
Hay 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 hay. Kiếm máu nước rồi đi. Rồi chứ sợ gì. Ê từ từ em chưa có vô. Bình tĩnh. Còn đang tắm mưa nè. Đấy đấy hướng như này nè. Cái này mình có mấy cái đồi chơi gói. Đi nước tới gần, tới gần nè. Chưa thấy. Đợi chú anh nè. Nó bơi. Đừng có thằng này đấy có lũ đạn rồi. Nó tới chứ, bố này, bố này, tới đây, tới đây. Ui, một tiếng két sau lưng nữa. Sau lưng mình á. Đây, đây, chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Nóc nè. Thằng ở chỗ này luôn, thằng đá luôn. Yếu rồi. Thằng cú á, thằng cú á. Thằng bất khá. Không thấy gì hết. Nóc rồi nè. Nóc rồi, nóc rồi. Lên. Đi vô 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 vô. Má cục đá nữa quá. Cục đá chứ mày. Đá bị. Hai thằng. Má nó xui chết chắc. Trời ơi cái net. Nóc chưa? Chí nhẹ. Nghe nhẹ. Đánh qua luôn. Nó trong. Ui. Trời ơi. Sao trời chán không chán ta? Nó đang cứu á. Một thằng ở trong. Đúng không? Ừ thằng. Nó trong góc á. Má, trò chỉ choáng không em choáng luôn. Mà thằng đó nó không choáng mới hay chứ. Ôi, tụi này nó giàu. Mình nên kiếm cơ còn được kia luôn. Nghe chứ choáng lọ vô phòng vậy nó ngồi cái góc mà nó không choáng trời. Còn kìa. Sao vậy? Ôi, đâu đây? Má giờ bắn nó khỏi qua luôn á, đừng để nó thấy, nó thấy không? Không, mà chưa thấy, thấy quá à. Em đang nằm. Ok, từ từ, nó dùm nó kê gì á. Mẹ nó thấy rồi chứ à. Nó thấy anh rồi quá. Có xe đầu cầu á? Không thấy. Không, cho nó không kê đâu. Mà không có xe là khó vô lo lắm. Ồ, thêm chiếc nữa kìa. Nó lên chỗ em. Chết máu tè lên.
Anh nhường kia. Chết luôn. Hay quá, lấy xe đó luôn, ở đâu ấy? Lấy xe luôn. Chỗ cũ mình. Trận tội giờ bên kia là phút. Thấy kìa. Xác rồi, xác rồi. Có người lên. Bên này giống như có người lên ta. Đi vòng coi cái đó là chết rồi. Mà khó lút thêm tí đồ. Xe nói sao rồi? Đó, có. Tìm quá, lấy xe cho ba. Làm một cây cầu. Ok, tụi tôi hóc. Chết tụi, chết tụi. Hoài vậy bé. Đã thấy nè. Ở nhà rồi. Đã thấy. Ê, thấy có chiếc xe ngay cầu rồi chứ. Để em bắn bể lớp nó. Cửa sổ anh. Em cao luôn hả? Ừ. Lên nóc rồi. Cho anh đi. Lên nóc nhà rồi. Em cũng có 4 thôi. Hai lớp. Em cho mình thổi đi. Chơi cho tới nái vậy. Ủa chiếc xe mình nó bóc khó gì vậy? À quên là chiếc xe hả? Phải. Chiếc xe cho mình tông thêm mớ nữa. Đây berry bắn quá. Đèn xanh ít quá. À, đi chuyển đi. Chỗ này lâu cũng lên công. Làm gì vậy? Ê, bye bye. Nhìn cái máy bay với chúng tôi nè. Nó gần lắm chứ à? Nó gần xịt à? C4, chạy, đi C4 kìa. Chết rồi, rồi. Cái thằng kia nó tắp mà sắp chết rồi. Không chết rồi đó. Không, nó tắp mà cái là nóc ấy. Cứu bé, cứu bé, có khói không? Chứ ơi, ở dưới nó tắp mình chứ ơi. Đúng kìa. Chạy. Khói ra. Chạy đi. Nếu gì tắp trúng mình. Mấy thằng chó ở dưới nha, mẹ mày. Ui giờ nó tắp đầu chưa? Chạy lên chơi. Chứ mà có này dưới này có nè. Má cái bọn này. Chạy lên. Thằng chưa bay táp luôn á. Phải không? Đúng rồi. Mà sao nó táp chuẩn vậy? Em còn hết đạn, còn có cỡ 100 viên. Không dám sấy. Để tay to đấy. Nè. Coi lụm đầu quá nè. Mày đi á, cái thằng chó này cũng bắn không? Chết máu rồi. Chết máu rồi đó. Đi nữa. Nhiều bọn quá. Xuống đây, xuống đường kiếm xe đi. Đứng đây ra cái. Em hết đạn rồi. Có mấy chục viên. Xịt khó rồi kìa. Mấy bạn nó xịt khó rồi kìa.
em còn bộ, mấy chục viên cho hai cây. Không được rồi, phải công vô nhà đó chứ à, nó hai tim á. Má giờ mới nói xong. Thích thì chơi. Ối công vô luôn. Cây nè. Anh công đi em đi móc. Ồ sau lưng nè đúng rồi. Đâu mày đâu ra thằng này vậy? Má à, vẫn không có súng. Đâu anh bắt được em luôn. Đây. Để tao vào rồi. Ok không? Nó lùa cho bằng được này. Ok. Hai thằng nó qua. Tới đây. Có súng rồi. Rồi xong. Để ông nhắm không lên đâu. Nó ngoài hết trong rồi. Ngoài nhà hay trong nhà nữa. Ngu. Tao. Ở đâu rồi? Cái kia. Nghe nó bên nó chỗ nào? Nó chỗ nào? Tụi bên ngoài nó không biết nha. Trong nhà ly rồi. Nhà này nó ốc chó lắm. Chúng tôi muốn bắn em đây đầu hướng này. Hơi nghèo máu. Má bắn dở như trời dưới. À, đang hơi máu từ từ. Ấy, nghe nó bắn lên chốt chạy. À, sao thằng nó bắn nhanh vậy? Nó dính luôn rồi. Sợ tự tao đó, máy nó giật ra. Thấy nó bắn nữa luôn rồi đấy. Tới đó mới giật cái nó mới hiện ra hai chiếc xe. Cái bắp nó lửa quá mà. Nhớ đổi qua nước tiết không? Sao không chơi cho vô hết luôn ta? Tốn tài nguyên rồi. Chỉ nhiều phần mất cho vô. Bắn kìa. Bot. Đây có hai thằng. Đấy, xuống đây có hai thằng. Mình cháy rồi nè. Thấy bước chân rồi.
Trong nhà có người, trong nhà có người. Hướng này nè, hướng này nè, là người nè. Đúng rồi. Dạ, đây nè. Nó nét rồi chứ. Sau lưng có luôn. Chết luôn. Sau lưng có. Ủa nó lại gì có quay em trời. Khói nè. Ở rồi đâu ta? Ở dưới kìa. Ở dưới còn. Nghe chạy dưới. Ủa, chỗ này đó là mấy con boss mình biết có sao nhỉ? Bên kia được. Lên nóc nhà coi thử coi thì được có không này. Đây nhà này đây, một thằng chạy boss à, ngu vậy. Cái này cũng leo lên được hết à. Có. Tôi vẫn bắn trên này. Mấy xe chạy nè. Trên đầu. Tính rớt kìa. Tính rớt ngoài đầu. Qua lần thánh hay gì á. Qua lần thánh hay gì á. Ủa đây có cái xác này chỉ bắn hả? Không. Nó qua lần thánh hay gì nè. Thính nè. Điều theo. Ok. Sáu thằng. Mình còn bắn nãy nha. Ok. Rồi, ông nội này boss nè. Đây này chết. Đây có con boss nè. Ok đi, cho nó chết bo đi. Lò vị trí để kê cái thính xíu. Không còn nào làm gì. Sợ boss không quá. Không, nãy bình hướng tính trên đồi đó, anh thấy có thằng đi xe lên đó đó. Chắc còn kê nhau hay là kê tính gì đó. Mình, bo mình đẹp. Kiếm đường vô bo trước đó. Xe
wide scope này đẹp, mình nút chấm cam có vẻ ổn. Lấy xe qua. Lấy đi em đi kê. Chọc đá không quá. Chắc còn có steam trong đầu quá. Bắn kìa. Bắn anh à? Thắm đầu trên đường trên đồi á. Mới bán đầu trên đó đó. Thấy gì? Con mày không đi bò à? Ui. Ta chắc chạy qua bên chỗ hồi nãy nói, chạy qua bên nó vẫn trong bao thôi, từ những cái kia đó mình phải chống. Chắc nó chuẩn bị đi xe xuống nè. Mới lú rồi, giờ bên nè. Người nha. Người nè, tấm vàng người nè. Nó quanh quá. Cái gì vậy, bóng không lại kìa. Chết rồi sao chứ, anh ném nét chết rồi sao. Chết rồi. Bắn lộ nữa luôn. Còn khói không? Còn cái đó. Em hết rồi. Còn khói luôn rồi. Thấy nó rồi. Cũng chấm vàng luôn, thằng đá. Còn là con boss thôi à, thằng kia của mình nó đi lẻ à. Mẹ nó đổi qua góc này rồi. Đá đây nè. Đá này chưa? Kìa kìa. Mỗi thằng kia bên thôi. Thằng nó chạy rồi. Yếu lắm rồi. À, thằng này bắn kiếm thúi à. Nhanh. Nó tí chắc nó ngoài bo á. Trời. Gì đó được rồi. Ê, bên đây còn nữa. Chạy bên trái. Nó vô bò. Lóc chưa? Hay. Hay 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 hay. Đây đây đây, thằng này chuẩn bị qua nè. Nó ngoài bò rồi nè. Còn nét đồng chí quăng vô đó. Không được sao quá. Ngoài bó nha. Em quăng nét, em quăng nét. Đi quăng đúng không? Em quăng. Hay. Úi xời ơi. Đi xì game. Ê, thánh kìa, thánh kìa, ngay chỗ mình luôn kìa. Quá khó này anh nhỉ mày.
đi đi, thánh 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 thánh. Trời ơi. Mà bây giờ anh thèm cái băng đạn hơn. Xe tới. Xe tới. Xe dựng bên kia nè. Anh luôn, sợ gì. Nó này, nó này, nó này. Nó này, bên này, nó này, bên này, qua đi. Cái tâm đỏ nó che mẹ cái tâm tâm ruột thấy dịch để tâm ảo hả? Ừ, em để tâm ảo sấy được kiểu mình gặp nó bật cấp nhanh lắm. Lên 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 cái nón trước rồi nhanh nhanh giờ tôi chọn rồi bằng đạn cả đó này. Mà ừ, đây là lô 3. Cái giáp nó nát rồi. Mà như này anh chấm cho chi cái giáp 3 ở đâu nhờ? Giáp 3 nè. À khỏi, em ok rồi. Không, anh lấy nè. Giáp 3 vẫn còn. Giáp 3 vẫn còn. Ở dưới nhà, ở bên nhà. Thôi mà chủ, cái giáp này hơi chút xíu rồi. Nước em cũng còn hơi cái chút xíu. Đi qua nhà kia lại, nhà đó chắc trong bọc rồi. Ê, đi uống nước cái. Còn thế mạo hiểm như vậy được. Em có nón, em có full đồ ba rồi. Đi thích nước kìa, lên kia chơi tiếp. Thánh nhìn ngon quá dạ. Đã đấy nè. Thôi mình kê thôi. Đi rớt ngay khu nhà luôn hả? Tám mà đi nữa. Rớt ngay khu nhà luôn kìa. À, chọc tới không kịp rồi. Mình kê cho. Coi có nào đó lấy không? Chưa thấy nha. Thấy được cái thánh không? Thấy chứ. Ok ok. Lìa sao chứ ạ? Lìa. Còn có mấy đứa, sao đứa à? Mà hiện tại em cũng đủ đồ ba rồi. Có ok. Chỗ này trống quá nha, mình kiếm chỗ nào bao giờ mình núp được ấy. Mà hướng chỉ nhìn thẳng luôn á, nghe tiếng súng, ok thử ra. Một bên trái có luôn, bên trái. Để kiếm... chạy luôn á. Có khó khó chứ. Rondo Messi, Rondo Messi, Rondo Messi. Ở đâu vậy ta? Trước mặt luôn á. Tức là nhưng mà chưa thấy nó đâu. Nó vẫn bắn em kìa. Chuyện nó bắn thôi.
cảnh cái đó đẹp nhưng mà ở dưới kia nó thấy được để kiếm cái góc nào đẹp đẹp hơn đúng không? Còn 5 thằng nữa bên trái mình tìm anh giống em nó bắn ở trong nhà hay sao ấy. Bên trái có nha, xuống đi xuống luôn đi. Còn ba thằng à, đi chỗ bên đẹp, chỗ đẹp này chỗ. Ok. Yếu anh, yếu nó yếu. Lẽ đi tàn sau lưng còn á, sau lưng còn một tiếng á. Khó em cái, khó em rồi cố, sau lưng còn. Hết. Rồi cứu luôn, được. Nát giáp, nát nó luôn rồi. Có con thằng à. Ủa, giờ thằng kia em bắn chết là nó không cứu hả ta? Thế nó boss không? Chắc vậy quá. Lên vô. Ê, chưa chắc nha, từ nha. Từ đến phơm ở chỗ này thử coi. À, quá rồi. Vậy thằng này cuối cùng. Bấm về nhảy chứ. Bấm về cho thu nhỏ là nhảy nè. Đỉnh.